nhà mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị em về tấm lăng sóng dùng để ốp tường, ốp trần. Mình dùng chuyên trong nội thất nha. Và tấm này thì mình chỉ dùng trong nhà và không dùng ở ngoài trời. Thành phần cấu tạo của tấm thì được làm từ hạt nhựa kết hợp với bột đá. Mặt trước của tấm phủ phim, nhìn giống như cốt tự nhiên. Mặt sau của tấm là cốt nhựa trắng SPC, nên khi anh chị em nhà mình sử dụng yên tâm nha. Ngoài ra thì bên thị trường bây giờ tràn lan rất nhiều là các loại cốt nhựa mà bị xịt màu. Thì cốt nhựa ấy thì được pha tạp chất rất nhiều, nên anh chị em nhà mình lưu ý khi chọn cốt nhựa nha. Em này thì không cong vênh, không co ngót và không cuốn ngọt. Bộ lăng sóng của nhà Haroma thì đa dạng màu sắc, từ 3 sóng đến 4 sóng, từ sóng cao đến sóng thấp, từ màu vân gỗ đậm đến màu vân gỗ nhạt và đến màu xám kim. Rất là nhiều màu mã cho quý anh chị em nhà mình lựa chọn. Tấm thì được thiết kế hẻm khóa xương và hẻm khóa âm thông minh. Nên khi thi công, anh chị em nhà mình chỉ cần lắp hẻm khóa dương với hẻm khóa âm lại với nhau. Rất dễ dàng và nhanh chóng. Và khi thi công ấy, anh chị em nhà mình dùng kem và keo chuyên dụng của Haroma để thi công cái dòng này nha. Độ bền của em nó thì lên đến 20 năm. Mình có thể ốp ở phòng ngủ, khách, ốp cách tivi hoặc là bất kỳ chỗ nào anh chị em mà mình muốn ốp. Anh chị em nào quan tâm đến dòng lăng sóng, muốn trở thành đại lý để phân phối những cái dòng lăng sóng này hoặc là những cái dòng ngoài trời hoặc là trong nhà khác thì hãy nhắn Haroma nha. Và đừng quên follow kênh để cập nhật xu hướng vật liệu mới nhé.